ơi, nó giống từ cái tướng đi cho tới trang phục cho tới gương mặt, mua mắt kính giống luôn. Bây giờ để hỏi cái này mới ghê nè. Liêm ơi. Dạ. Em có gì trong cái gia đình này luôn không? Vì sao em dám khiêu chiến với một cái người mà có khả năng tốt như vậy? Tại vì anh ta là một trong những thí sinh mà đạt được 150 điểm tuyệt đối của chương trình. Có nghĩa là anh ta rất là giỏi. Đã đến đây thì em muốn chinh phục đỉnh cao cao nhất của trí tuệ. Không phải ai muốn nói chinh phục là chinh phục, phải dựa vào một cái gì đó chứ. Dựa vào một năng lực của một cô gái 20 tuổi. Sợ chưa? Ở nhà mẹ có coi chương trình này không? Dạ, mẹ em là một dược sĩ, ý là cũng bận á, nên là mẹ ít có thời gian. Em nên nói mẹ là nên xem những chương trình như vậy. Điều đầu tiên là phát hiện được con mình nó có giấu mình cái gì hay không. Cái điều thứ hai là cho thấy được rằng là con mình nó thành công hay thất bại trong bước đời sắp tới của nó. Điều thứ ba là biết được chồng mình có trung thực với mình hay không luôn. Em hiểu không? Một cái chương trình nó có thể giúp cho mẹ em nhận ra nhiều điều thì em nên khuyên mẹ xem chương trình này. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Và bây giờ sẽ là một người khiêu chiến mới, thưa quý vị. Một cô gái tay không tất sắc bước vào đây khiêu chiến cùng một lúc hai đấu thủ, được không? Khủng hoảng luôn. Khá khen cho cô gái này. Và hãy xem cô ta là ai mà bản lĩnh cao cường như vậy. Với tôi, cuộc sống là những mảng màu vô cùng thú vị khi biết mình sở hữu một trí nhớ vô hạn. Từ các tiền bối từng là kiện tướng trí nhớ thế giới, tôi đã mày mò tìm hiểu cách thức họ ghi nhớ và luyện tập. Sau một thời gian, tôi đã tạo ra phương pháp ghi nhớ của riêng mình. Chỉ cần tập trung, những dữ liệu thông tin cứ thế được thu nạp vào bộ não của tôi. Có thách thức sẽ có phát triển, có ước mơ sẽ có động lực, ai cũng có quyền mơ ước. Và khi mơ, hãy mơ thật lớn. Tôi đã từng mơ mình sẽ cầm trên tay chiếc cúp danh dự của siêu trí tuệ Việt Nam. Và hôm nay sẽ là ngày mà tôi hiện thực hóa giấc mơ đó ngay tại sân khấu này. Tôi là Thu Hiền, các đối thủ hãy chờ xem. Yeah. Và thưa quý vị, người khiêu chiến mới, Thu Hiền. Với bạn Thu Hiền hay với bất kỳ một ai đến khiêu chiến, tôi đều trân trọng. Và tôi nói thật là tôi ủng hộ cho Thu Hiền. Bởi vì tôi muốn những người như thế là đến đây và không ngại gì trước những đối thủ rất đáng gờm. Tinh luôn cho rằng là những bạn dám thách đấu đã là rất là can đảm, rất là quyết liệt. Và Thu Hiền là một cô bé như vậy, dù rất là nhỏ nhắn thôi, xinh xắn thôi, nhưng mà tràn đầy tự tin. Anh em mình gặp nhau đâu chưa nhở? Sao anh nhìn em anh thấy quen quen? Em là chị gái của Phương Trinh ạ. Hẹn dưới mặt giống nhau quá. That's why. À đúng rồi đúng rồi, hẹn dưới mặt giống nhau. Anh mới nói là ủa, tôi nhớ cái bạn này thi rồi. Đúng mà. Đúng rồi, em cũng. Tại sao gọi là người mới? Tôi không biết cái cô biên tập cô có nói lộn tôi không. À em là Thu Hiền, là chị ruột của Phương Trinh, cũng đã thi siêu trí nhớ đúng không? Dạ vâng ạ. Em chia sẻ một tí về bản thân mình đi nào. Lời đầu tiên thì em xin chào anh Trấn Thành, chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Em tên là Thu Hiền, năm nay em 21 tuổi và hiện tại thì em đang là tuyển thủ của đội tuyển siêu trí nhớ Việt Nam. Oh, wow. Cả một gia đình có hai chị em gái, cách nhau có một tuổi thôi mà còn vừa học giỏi nhá, vừa xinh xắn ngoan ngoãn mà lại còn vừa có sở hữu những kỷ lục về siêu trí nhớ tại Việt Nam nữa. Cái điều này là chắc chắn là một gia đình có 102 ở Việt Nam rồi. Ở nhà thường hai chị em nói chuyện nhau như thế nào? Dạ, ở nhà thì hai chị em rất là thân với nhau. Hai chị em có cùng một sở thích, đó là luyện tập siêu trí nhớ. Giữa hai chị em có bao giờ ở nhà thử đấu với nhau rồi chưa? Dạ có, em với em gái của em đã từng đấu với nhau rất nhiều lần rồi. Rồi đa số là ai thắng? Đa số thì em gái em thắng. Vậy sao lần này em đến đây để khiêu chiến? Thực ra thì trong bảng xếp hạng siêu trí nhớ Việt Nam hiện tại thì em đang đứng ở vị trí thứ 3. Và hôm nay em đến khiêu chiến với người ở vị trí thứ nhất và vị trí thứ 2. Tôi lại càng sướng, tôi lại càng muốn Thu Hiền thắng.
Bởi vì là gì, nếu như thắng được không chỉ là làm cho chúng tôi cảm thấy sung sướng vì một cái sự bất ngờ đâu, thú vị đâu, mà nó là một cái động lực và khích lệ cho rất rất nhiều những siêu trí tuệ mà tôi biết ở Việt Nam vẫn còn có thể mạnh dạn đến để có thể khiêu chiến. Bởi vì em muốn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân mình, đồng thời có cơ hội để thi đấu chung với những người giỏi hơn mình. Hay quá. Còn người muốn nhắc đến lại dạng người đang đứng thứ nhất là Phương Trinh và người đứng thứ hai là anh Võ Thanh Liêm. Xuất sắc, hay quá. Mời Phương Trinh và Thanh Liêm. Ở vòng 1, Thanh Liêm, chàng lập trình viên đến từ Tiền Giang đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khi thực hiện việc ghi nhớ hơn 2.300 dữ liệu chỉ trong một thời gian ngắn. Với màn truy xuất dữ liệu thần tốc, Thanh Liêm đã nhận về 120 điểm và trở thành thành viên của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2. Phương Trinh, một cô gái nhỏ bé nhưng đầy tài năng, đã xuất hiện ở tập 4, đối đầu với thử thách xuất sắc bí ẩn và trả lời chính xác tất cả các đáp án. Cao thủ trí nhớ Phương Trinh đã khiến ban giám khảo và cả trường quay reo hò phấn khích. Sự kết hợp của bộ ba Thanh Liêm, Phương Trinh và Thu Hiền trên sân khấu chắc chắn sẽ là một trận đấu vô cùng thú vị và đáng mong chờ ngay lúc này. Hai chị em. Trời ơi, giống như sinh đôi luôn á. Hai đứa có sinh đôi không vậy? Dạ không ạ. Mà giọng nói cũng giống nha anh Thành. Trời ơi, nó giống từ cái tướng đi cho tới trang phục, cho tới gương mặt, mua mắt kính giống luôn. Bây giờ để hỏi cái này mới ghê nè. Liêm ơi. Dạ. Em có gì trong cái gia đình này luôn không? Dạ không anh, em là người xa lạ. À, người xa lạ nha. Ừ. Bây giờ anh hỏi nữa nè, trong gia đình có bao nhiêu người nhớ dai như vậy? Dạ có hai chị em thôi ạ. Cái này là tụi em có nghiên cứu không? Là do gen di truyền hay là do bản thân tụi em tự cảm nhận mình có một cái điều đặc biệt? Dạ theo em nghĩ thì là do hai em nỗ lực luyện tập mà thành. Nhưng mà tại sao hai chị em lại cùng một cái sở thích đi luyện cái môn này nhờ? Nó phải có cái điểm xuất phát chứ nhờ? Dạ lúc đầu thì hai chị em cùng xem chương trình siêu trí tuệ quốc tế. Và khi được chứng kiến những phần thi ghi nhớ rất là hay thì hai chị em cùng dành sự yêu thích cho bộ môn này. Anh không chịu. Ủa anh coi anh cũng thích mà. Tôi dẫn, tôi coi lỡ tôi cũng thích mà quý vị. Tôi cũng luyện mà đâu có được. Đâu phải ai muốn luyện là luyện được. Nhưng mà em ấy nói phải thuyết phục chứ đâu phải, đúng không? Phải có một cái lý do gì đặc biệt ở đây. Thế thì chị gái của em là thần tượng của rất nhiều người khi mà đang còn học cấp 3. Tại vì chị gái của em luôn là người học giỏi nhất trường ạ. Và có điểm trung bình cao nhất trường. Vì thế nên là chị gái của em cũng là một thần tượng của em. Nên là khi mà chị gái em xem siêu trí tuệ và thấy được những cái phần thi rất là hay thì chị có một niềm tin rằng là hai chị em đều làm được. Lúc đó thì hai chị em bén duyên với siêu trí nhớ. Và đó là lý do vì sao mà em là chiến thắng chị em là vươn lên dẫn số 1. Thực ra thì khi đi học thì em là một cô bé rất là ham chơi. Cho đến khi chị em nói rằng là chị em muốn là cả hai chị em đều phải được nhất trường. Vì thế nên là trong quá trình học tập thì em đã nỗ lực. Kết quả thì hai chị em đều đạt hạng nhất. Hai chị em, bà chị muốn gì là bạn em được cái đó. Tiên chỉ cảm thấy rằng là siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 chúng ta đã trúng jackpot. Đó là trúng sổ số độc đắc rồi. Là bởi vì chúng ta chắc chắn có một phần thi quá nhiều cái điều để phải A để O. Bên cạnh cái chuyện là ba người đang giữ vị trí top 3 của siêu trí nhớ, mà cái điều còn phấn khích hơn, còn kỳ lạ hơn nữa đó là trong ba người đó thì hết hai người là chị em ruột rồi. Nó quá là đặc biệt, nó quá là hay ho. Và chắc chắn là khán giả khi xem phần thi này cũng sẽ giống như tất cả ban giám khảo chúng tôi, đó là chỉ biết há hốc mồm thôi vì không biết là mình đang xem cái điều kỳ diệu gì diễn ra trên sân khấu này. Liêm nhận xét về hai chị em này như thế nào? Hai chị em này trông rất là mảnh mai nhưng lại rất là nặng ký. Hôm nay em nghĩ là cái xác suất em chiến thắng ai cao hơn? Nghĩa là nếu về xác suất chiến thắng thì em tin là em sẽ thắng cả hai. Tôi bắt đầu thích em rồi đó. Tôi cảm thấy là ô, chàng trai này ở vòng 1 khi mà tôi chứng kiến thì cảm giác bạn ấy rất là rụt rè. Nhưng mà bây giờ vào vòng 2 này thì thấy tinh thần của bạn ấy khác. Bạn ấy đã trưởng thành rất nhiều và bạn ấy có cái quyết tâm và bộc lộ ngay từ khi bạn ấy xuất hiện. Nhưng đó là của em thôi. Hai chị em người ta cũng tự tin lắm. Với cái lời thách thức vừa rồi, hai chị em có nghĩ là anh ta có thể làm được những gì anh ta vừa nói không? Dạ, em sẽ nỗ lực hết sức để giành chiến thắng và không để điều đó xảy ra. Đưa kim vô địch, em nghĩ thế nào khi người ta cứ mâm me vị trí của em? Chị Hiền và anh Liêm là hai đấu thủ rất là giỏi. Mọi người đều muốn được ở vị trí thứ nhất. Vì thế nên là em sẽ cố gắng để giữ được ngôi vị của mình.
Thú vị đấy. Mặc dù thưa quý vị, câu chuyện là bà chị khiêu chiến đứa em với lại cái ông số 2, nhưng bên trong đó có thêm một cái mối quyết hận thâm thù, là ông số 2 quyết định xóa ngôi để đẩy bà số 1 xuống kế bên cái người số 2 để gần với bà số 3 là chị của bà số 1. Quý vị hiểu không? Nó có những cái liên quan như vậy. Ai cũng có mục tiêu của mình, chỉ có duy nhất cái bà số 1 là áp lực nhất thôi, phải giữ vững được cái vị trí của mình, đúng không em? Cuộc đối đầu như vậy thì chắc chắn sẽ phải có ai đó chiến thắng. Thì tôi cũng khuyên là các bạn, quý vị khán giả ấy, khi theo dõi hãy dự đoán một người chiến thắng đi, để cổ vũ họ thì nó xem thú vị rất nhiều. Ví dụ cá nhân tôi, mặc dù rất thích Thanh Liêm, rất thích bạn Phương Trinh nữa, nhưng mà tôi ủng hộ cho Thu Hiền. Tôi muốn Thu Hiền chiến thắng. Quá sức là kịch tính thưa quý vị. Một tràng vỗ tay cho ba đấu thủ nhất, nhì, ba của siêu trí nhớ Việt Nam thưa quý vị. Hiện nay trên sân khấu của chúng ta được set up những đạo cụ cho phần thi kế tiếp, đến từ một nữ khiêu chiến. Cô gái này đến đây để khiêu chiến với một nhân vật đã làm cho tập phát sóng của anh ta trở nên top 1 trending của siêu trí tuệ Việt Nam. Và đó là Thành Đạt. Và ai là cô gái dám mạnh dạn để thách thức Thành Đạt đây? Bất kỳ ai dũng cảm để khiêu chiến với cả bạn ấy thì tôi cũng nghĩ rằng đây không phải là dạng vừa đâu, bạn ấy cũng sẽ có những cái năng lực đặc biệt đó. Mời quý vị cùng gặp gỡ Lan Anh. Những con số có thể là kẻ thù đối với một số người, nhưng đối với tôi thì không. Tôi có thể chơi đùa và kiểm soát chúng, hệ thống và mã hóa những con số trong một hệ không gian riêng. Hàng trăm đề toán lớn nhỏ mỗi ngày, hàng nghìn giờ luyện tập không ngừng nghỉ. Tôi có cách riêng để khám phá bí mật đằng sau những bài toán. Khoảnh khắc tìm ra tất cả những con số mà người ta cố tình ẩn giấu luôn làm tôi phấn khích. Tính toán cùng tư duy logic mọi lúc mọi nơi, không bài toán nào có thể làm khó được tôi. Với tôi, một bài toán khó chỉ khi bạn chưa tìm ra được đúng phương pháp. Khi nhắc đến tư duy logic và toán học trong siêu trí tuệ, bạn nhớ đến ai? Ngày hôm nay, tôi muốn mọi người sẽ nhớ đến tôi, Lan Anh, tuyển thủ nữ đầu tiên bước tới sàn đấu để khiêu chiến với trí tuệ. Khẩu khí khá lắm. Hình như trước giờ chúng ta chưa có tuyển thủ nữ nào mà thiên về toán học phải không ạ? Và đây là lần đầu tiên thưa quý vị, Lan Anh. Em xin giới thiệu, em là Lan Anh. Em hiện đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành răng hàm mặt của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Em đến từ thành phố Bắc Giang. Cho anh hỏi là cái việc em giỏi về toán á, nó liên quan gì đến cái ngành mà em đang chọn học bây giờ? Toán á, là một lĩnh vực mà nó khiến tư duy của em nhạy bén hơn. Sao em lại chọn cái ngành mà em đang học? Cái ngành em đang học là em muốn làm đẹp cho mọi người. Cũng ngộ ha. Có nghĩa là mình giỏi về một môn, nhưng mà mình lại thích làm ở một cái khía cạnh khác. Ok, em có biết về đối thủ của mình không? Dạ, em đã nghe qua. Và vì sao em dám khiêu chiến với một cái người mà có khả năng tốt như vậy? Tại vì anh ta là một trong những thí sinh mà đạt được 150 điểm tuyệt đối của chương trình. Có nghĩa là anh ta rất là giỏi. Đã đến đây thì em muốn chinh phục đỉnh cao cao nhất của trí tuệ. Không phải ai muốn nói chinh phục là chinh phục, phải dựa vào một cái gì đó chứ. Dựa vào một năng lực của một cô gái 20 tuổi. Sợ chưa? Bản thân team rất là đề cao những bạn nào mà dám đến để thách thức. Rất là cảm kích cái tinh thần thi đấu của bạn ấy. Trong chương trình siêu trí tuệ Việt Nam ở cả mùa 1 và mùa 2, thí sinh nữ đấu ở mảng toán logic khá là ít. Dường như Lan Anh là người đầu tiên. Lan Anh đã làm cho chúng tôi cảm thấy rất là phấn khích. Anh thật sự rất là muốn biết một lát nữa em sẽ mang đến gì cho chương trình. Và thưa quý vị, hãy gặp gỡ nhân vật mà Lan Anh muốn khiêu chiến thưa quý vị. Sự trở lại của Thành Đạt. Thành Đạt, một trong hai nhân vật át chủ bài của siêu trí tuệ Việt Nam khi nắm giữ số điểm cao kỷ lục 150 điểm. Tự tin, thông minh và điềm tĩnh khi chinh phục thử thách chòm sao tri thức, Thành Đạt đã để lại dấu ấn vô cùng mạnh mẽ với ban giám khảo và khán giả khắp cả nước
khi đã tìm ra chính xác vị trí khối hình được cất giấu trong bầu trời sao khổng lồ. Hôm nay, Thành Đạt liệu có làm nên một kỳ tích khi đối đầu với nữ tuyển thủ đáng gồm Lan Anh? Trời ơi, nay nhìn sáng sủa. Chào em. Em chào anh. Đầu tiên chắc là em vẫn xin được gửi lời chào đến 4 vị ban giám khảo, anh MC Trấn Thành. Toàn thể các quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay hôm nay. Nó chào y như nó nạt vậy thiệt á. Đe dọa tôi quá. Thực ra là bởi vì sau tập phát sóng đầu tiên thì khi em nói sai tên anh em cảm thấy có lỗi với anh quá. Em có nói sai tên anh hả? Em chỉ chào là Thánh Trần thôi chứ em chưa có nói gì cả. Sau cái tập đầu tiên có ai nhận ra em ngoài đường chưa? Sau tập đầu tiên cuộc sống của em cũng có khá nhiều thay đổi. Đã coi qua nhà em xin mời em đi event được không? Dạ có. Và em đi đến đâu người ta cũng xin chữ ký ạ. Sau khi tập của mình lên sóng thì mình đã được rất nhiều người quan tâm và chú ý. Biểu hiện đầu tiên đó chính là số follow trên Facebook đã tăng đáng kể. Thấy chưa? Quý vị ơi, lo lắng đi, đừng đùa. Đây là một cái trang mới của cuộc sống mình đấy chứ không phải. Với cái thử thách chồng sao đa diện ở vòng 1 đã gây ấn tượng cực kỳ mạnh, không chỉ riêng Tiên mà gây ấn tượng rất là lớn đối với khán giả yêu thích chương trình nữa. Và rõ ràng là khi mà Tiên đi ra ngoài gặp khán giả cũng đều có nhắc đến cái tên Thành Đạt, chứng tỏ là Thành Đạt với cái tài năng của mình đã gây ấn tượng không nhỏ đối với khán giả. Em có nghe về đối thủ của mình ha? Dạ. Tại vì anh ta đang được săn đón, và biết đâu sau cái phần thi này mà em xoán ngôi được anh ta mọi thứ lại đến với em, biết đâu. Đấy, em nghĩ sao về một cô đối thủ rất là trẻ tuổi, có 20 tuổi mà đi thách đấu mình? Em nghĩ là khi mà người ta phải có một cái năng lực gì đấy thật sự là mạnh thì người ta mới dám đến đây để thách đấu với mình. Và hơn nữa, khi người ta thách đấu với mình là người ta đã có một sự chuẩn bị rất là kỹ càng. Vì vậy là dù đối thủ có mạnh như thế nào hay đến đâu thì em nghĩ là em vẫn luôn phải đề cao sự cẩn trọng và phải cố gắng hết sức trong phần thi sắp tới. Tâm lý của em hiện nay đang áp lực hay là em đang hào hứng? Thật ra thì số điểm 150 là số điểm tuyệt đối, và em là người đầu tiên xác lập được số điểm đó. Em nghĩ là nó vừa là áp lực cho mình, nhưng mà em nghĩ rằng sự tự tin mà em đang có được, em sẽ chuyển hết những áp lực đó thành động lực để có thể vượt qua được thử thách này. Câu hỏi ngoài lề nữa thôi, có một cô gái nào đó để ý em nhiều hơn chưa? Em nghĩ là cái này chắc em nói kín với anh rồi nhá. Nói kín rồi hả? Vâng. Gửi email nha. Vâng. Ok. Thưa quý vị, sau chương trình này sẽ có rất là nhiều điều đặc biệt đến với các bạn thí sinh của chúng tôi. Chúng tôi biết là như vậy, và điều đó xứng đáng thôi, bởi vì các bạn ấy đáng được như vậy. Họ là những cái người có tài và họ sẽ giúp ích cho xã hội. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiết mục mới. Và đây sẽ là một tiết mục đến từ một người khiêu chiến mới, là một nhân vật đặc biệt. Đây là thí sinh nhỏ tuổi nhất ở độ tuổi thanh thiếu niên, thưa quý vị. Và ngày hôm nay bạn sẽ đến đây để thách thức một trong những thành viên trong biệt đội siêu trí tuệ của chúng ta trong bộ môn hình học không gian. Và hãy cùng xem bạn là ai nhé. Muốn trở thành chiến binh, bạn phải thông minh, trí tuệ, sáng tạo, liều lĩnh. Hôm nay chính là thời khắc tôi chứng minh điều đó. Lớp 11 hóa, trường phổ thông Năng Khiếu, đó là nơi tôi đang rèn luyện và học tập. 15 tuổi, đạt giải nhất học sinh giỏi cấp quận. 16 tuổi, đạt giải ba cấp thành phố. Và 15 chính là số thử thách tôi đã chinh phục được ở siêu trí tuệ quốc tế tính đến thời điểm hiện tại. Ở lớp, các đồng môn gọi tôi là bậc thầy về năng lực không gian. Tôi dễ dàng xoay chuyển các cấu trúc hóa học mà không cần nhìn vào nó. Để có được một bộ não xử lý thông tin nhanh, ứng biến trong mọi trường hợp và giữ cho mình một tinh thần luôn khỏe khoắn, đòi hỏi tôi phải rèn luyện trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mọi khó khăn đối với tôi, càng vượt qua tôi càng thấy mạnh mẽ. Từ điển của tôi chưa bao giờ có từ thất bại, và chinh phục chính là chìa khóa giúp tôi thành công. Vậy nên, bằng tinh thần chiến binh của mình, tôi sẽ chinh phục khán giả bằng màn chiến thắng đối thủ ở vòng 2 siêu trí tuệ Việt Nam. Xin chào anh Quốc, em là Duy Anh. Hôm nay, em đến đây để đòi lại chiếc cúp mà lẽ ra nó phải thuộc về em. Thí sinh sao? Thí sinh đến với chương trình cứ thế nào ấy nhỉ? Thái độ có vẻ tốt đấy. Và hãy chào đón học sinh lớp 11, Duy Anh.
Em tên là Nguyễn Cảnh Duy Anh. Em hiện nay là học sinh lớp 11 tại trường phổ thông Năng Khiếu của thành phố Hồ Chí Minh. Cái đứa nào chào MC gọn gàng thương liền tại chỗ vậy đó. Em là người thẳng thắn, em chào gọn thôi, không lằng nhằng. Không lằng nhằng chứ không lằng nhằng nó khác em. Em có lằng nhằng không? Không, em là người rất là trung thực á. Ờ, trung thực phải không? Dạ. Chắc không? Chắc, anh tin em. Ok. Nãy bắt tay thấy hơi lạnh, do bệnh hay do run? Chắc là do sắp phải khiêu chiến với đối thủ cực kỳ mạnh nên là cũng hơi run một tí. Nhưng mà em sẽ ráng hết sức mình có thể. Mục tiêu của mình tới đây là để thể hiện bản thân. Mình muốn có một chiến thắng để có cái gì đó nó khiến mình tự hào trong cuộc đời. Mới lớp 11 mà biết cái gì mà tới đây khiêu chiến với người ta. Thì em đã xem trên Siêu Trí Tuệ thì thấy anh Quốc là một người cực kỳ giỏi. Thử thách của anh ta hoàn thành vô cùng nhanh và lại còn chính xác nữa. Và anh ta còn lại được nhà tài trợ 13 miền cho 50 triệu. Nên em muốn tới đây để khiêu chiến những người được tiền. Bây giờ em phải cho tôi biết là em muốn đến đây để chiến thắng hay em đến đây để có mì, em muốn cái nào? Tất nhiên là được đứng trên sân khấu này đã là một cơ hội, một niềm tự hào đối với em rồi. Nên là em tới đây em sẽ thể hiện hết sức mình và hy vọng là em sẽ tiễn anh Quốc luôn về nhà nếu có thể. Trời ơi, thấy ghét không? Tiên thực sự rất mong chờ màn tỷ thí của hai chàng trai cực kỳ thông minh này. Vì mình đã biết anh Quốc quá rồi, mình biết cái năng lực của bảy rồi, cho nên là Tiên có cái sự tò mò nhất định dành cho Duy Anh. Anh ta phải có cái gì mới dám ngạo nghễ như vậy để mà thách đấu với anh Quốc? Ủa mà dựa vô cái gì mà nãy giờ tôi thấy người ta tự tin dữ vậy ta? Đó là con người của em nó là như vậy. À, con người của em nó là như vậy. Khi mà Duy Anh dám nói những điều như vậy thì tôi lại càng yêu cậu hơn. Nhiều người có thể nghĩ rằng cậu ấy tự kiêu hay là cậu ấy quá là tự tin. Không phải, là bởi vì một là cậu ấy là một người là rất có bản lĩnh. Thứ hai, đúng, bạn ấy có cái sự tự tin nhất định. Và cuối cùng thứ ba, đấy là một cái chất rất là hóm của một cái người rất là thông minh. Sao? Nếu con người của em có bản lĩnh như vậy, mùa 1 em ở đâu? Rồi mùa 2 này vòng 1 em ở đâu? Em không xuất hiện mà em đợi người ta thắng rồi cái em tràn vô đây. Em nghĩ là một chiến thắng ở vòng 2 nó sẽ kịch tính hơn. Wow. Là không xuất hiện sớm đúng không? Dạ đúng rồi, mình xuất tạo hiện. Tạo bí ẩn rồi đúng không? Dạ đúng rồi, bí ẩn rồi sau đó vô mình cướp cúp lại. Đúng rồi. Cho nó kịch tính. Bí ẩn thôi, đừng ẩn luôn nha. Một lát nữa bí quá nó ẩn luôn em ạ. Đòi cướp lại luôn rồi kìa. Dạ đòi cướp lại nên mới thấy ghét chứ. Bây giờ qua cho hỏi nè, là em đi thi này là có được sự ủng hộ của ai không? Em đi thi này thì em tự đăng ký thôi, em không có nói với gia đình. Tại em... sao? Tại vì phiền á. Đấy là gia đình... Khoan. Gia đình em phiền hả? Đấy là ba mẹ sẽ giống là thấy em đi đêm vậy, ba mẹ sẽ đi đâu, như thế nào. Ủa vậy là hôm nay đi là không biết. Bữa nay đi ba mẹ không hỏi hả? Em có nói cho ba em rồi, giờ em dặn ba em á là thôi đừng có nói gì hết, ba em cứ im lặng, cho em đi thôi. Chứ là ba em hiểu em nên là như vậy. Thảo nào em thương lượng với ba được đúng không? Nhưng mà mẹ em thường sẽ bắt bẻ em như thế nào mà em đoán được cái hậu quả nên em không nói cho mẹ nghe. Em đi thi em nói là giờ em đi thi Siêu Trí Tuệ thì những ngày sau mày sẽ hỏi là em đi thi cái gì, em đi thi về hạng mục gì, em đấu với ai như thế nào. Em thấy nó là thôi em quyết định em không kể luôn cho xong. Tóc Tiên em có cái hội chứng hay đặt nhiều câu hỏi không Tóc Tiên? Đây là ý kiến đến từ một đứa con. Em mai mốt em có con em cẩn thận chuyện này. Không, nhưng em cũng đã từng là một người con như bạn thì em cũng hiểu là bởi vì ba mẹ thường sẽ rất là lo lắng và không biết là cuộc thi này là gì. Mặc dù là biết là Siêu Trí Tuệ rất là nổi đình nổi đám rồi, nhưng mà lo ở đây ngoài cái chuyện mà lo là không biết con mình đi đâu, mà không biết là lo sức khỏe nữa, đúng không? Cái đó là cái tâm lý rất là bình thường của phụ huynh thôi, cho nên em thông cảm. Không, nhưng mà thế này nha quý vị, mình hiểu tại sao bạn nhỏ này nói như vậy. Nhiều khi nói không khéo quý vị bảo là ôi cái bạn này không có tôn trọng bố mẹ. Không phải. Đây là cái tuổi trẻ, đây là những cái ý kiến rất là thật của các bạn ấy. Đôi khi bố mẹ có những cái câu hỏi mình thừa biết là hỏi luôn luôn là vì quan tâm con, nhưng đôi khi cái quan tâm đó nó hơi quá so với cái nó đáng lẽ phải diễn ra. Thí dụ như hỏi con là con ăn gì, rồi ta nói thế ăn cơm, con ăn cơm với gì. Thí dụ như ăn cá, con ăn cá con có dễ xương chưa. Nó nói con, dạ con có dễ xương, con thích ăn, con thích tự dễ xương. Con nên ăn cá phi lê nó sẽ tốt hơn, nó không bị mắc xương. Nó dạ con không thích ăn cá phi lê tại sợ nó ngán, nhưng con nên ăn con cá. Có nghĩa là chỉ khi bạn trả lời một câu hỏi là sẽ có 8-9 câu hỏi tới nữa. Thành thử ra đôi khi có những cái người mà người ta giải quyết vấn đề quá nhanh lẹ thì người ta lại sợ quá nhiều câu hỏi đến cùng một lúc, chứ không phải là do bạn là không thương bố mẹ mình. Cái này là mình phải đính chính. Bây giờ thế này, nếu như mà em chiến thắng em có kể không? Em chiến thắng thì tất nhiên là em sẽ kể rồi. Nếu không chiến thắng
thì em sẽ suy nghĩ lại. Em làm như lúc phát sóng chắc mẹ em không coi. Thì nói chung thì tới lúc đó mình sẽ tính thôi anh. Ở nhà mẹ có coi chương trình này không? Dạ, mẹ em là một dược sĩ, ý là cũng bận á, nên là mẹ ít có thời gian. Em nên nói mẹ là nên xem những chương trình như vậy. Điều đầu tiên là phát hiện được con mình nó có giấu mình cái gì hay không. Cái điều thứ hai là cho thấy được rằng là con mình nó thành công hay thất bại trong bước đời sắp tới của nó. Điều thứ ba là biết được chồng mình có trung thực với mình hay không luôn. Em hiểu không? Một cái chương trình nó có thể giúp cho mẹ em nhận ra nhiều điều thì em nên khuyên mẹ xem chương trình này. Hôm nay em đến đây khiêu chiến về thể loại không gian đúng không? Dạ, vâng. Ok, và hãy chào đón người mà Duy Anh muốn khiêu chiến. Thưa quý vị, Anh Quốc. Anh Quốc, nhân vật con nhà người ta, đã để lại không ít ấn tượng khi tham gia khiêu chiến ở vòng 1 thông qua thử thách kết nối ba miền. Với khả năng tư duy, tốc độ và phong thái vô cùng tự tin, Anh Quốc xuất sắc ghi tên mình vào biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam khi nhận được 120 điểm. Bước vào vòng tuyên chiến, trước lời thách đấu cực khắc từ đối thủ Duy Anh, liệu lần này Anh Quốc có giữ vững được chiếc cúp của mình? Chào em, welcome back. Em chào anh. Tôi chợt thấy mình bé lại, cao quá. Tâm trạng em thế nào khi thấy một thí sinh đến thách đấu cũng cùng với hoàn cảnh của mình? Em thấy là hoàn cảnh hai người giống nhau thì nó cũng là một điều gì đó khiến cho em cảm giác là mình không phải là người duy nhất bị cái tình trạng như vậy. Sau khi thi rồi, về nhà gia đình em ổn không? Dạ, gia đình em bây giờ đã ổn thỏa hơn và cũng cho phép em tham gia những cuộc thi mang tính tầm cỡ dân tộc như thế này. Tầm cỡ dân tộc à? Nhiều khi cái nó có luật bù trừ để toán nó tốt nên văn nó lạ lại.